CPI 2013 tăng 6,04%, thấp nhất trong 10 năm qua. 2013, xuất khẩu Việt Nam thắng lớn ở thị trường Mỹ. Các mục tiêu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành năm 2013, kỳ vọng nhiều hơn cho năm 2014. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tạp chí Kinh tế cuối tuần, tạp chí chuyên đề về kinh tế tài chính được phát sóng trên kênh HTV9 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tạp chí chuyên đề kinh tế tài chính và cập nhật tin tức chuyên nghiệp. Và chúng tôi cũng sẽ mang đến cho quý vị cơ hội được gặp gỡ với những nhân vật có tầm ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố. Tôi là Quốc Khánh và quý vị đang theo dõi tạp chí Kinh tế cuối tuần. Thưa quý vị, số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê cho biết chỉ số giá tiêu dùng CPI năm 2013 tăng 6,04%. Đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 12 tăng 0,51% so với tháng trước, một con số không quá bất ngờ khi Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố mức tăng CPI trong tháng lần lượt là 0,33% và 0,39%. Tăng mạnh nhất trong tháng là nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng, điện nước và chất đốt với mức tăng 2,31% so với tháng trước. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng thấp hơn tháng trước ở mức 0,49%. Nguyên nhân là do dù là dịp cuối năm nhưng giá cả lương thực thực phẩm đang có xu hướng giảm, nguồn cung ổn định và xu hướng chi tiêu tiết kiệm của người dân. Trở lại với mức tăng 6,04% cả năm của CPI, CPI đã có nhiều diễn biến khác biệt qua từng tháng. Từ mức tăng cao nhất vào tháng 2 với 1,31%, CPI giảm gần như thẳng đứng vào tháng 3, tăng dần qua các tháng tiếp theo và lên mức 1,06% vào tháng 9, rồi tiếp tục giảm về mức 0,34% vào tháng 11 và tăng nhẹ trở lại trong tháng cuối cùng của năm. Trong hội nghị tham tán thương mại 2013 do Bộ Công Thương vừa tổ chức tuần qua, tham tán công sứ tại Mỹ cho biết năm 2013 có thể xem là năm Việt Nam thắng lớn trên thị trường Mỹ, nhưng vào năm 2014 sẽ có nhiều thách thức hơn. Theo tham tán công sứ tại Mỹ, ông Đào Trần Nhân, năm 2013, Việt Nam đã thắng lớn trên thị trường Mỹ. Ngoài thắng lợi trong vụ kiện thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp tôm với Mỹ, đạt được mức thuế suất 0%, xuất khẩu Việt Nam sang Mỹ được kỳ vọng lần đầu tiên vượt 25 tỷ đô la Mỹ, đạt tốc độ tăng trưởng 22,5%. Tuy nhiên, ông Đào Trần Nhân cũng lưu ý, năm 2014 mọi chuyện sẽ khó khăn hơn, đặc biệt với ngành xuất khẩu. Mỹ đang có dự định chuyển chương trình giám sát cá da trơn đang thuộc quản lý của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA sang cho Bộ Nông nghiệp Mỹ. Nếu chuyện này xảy ra, tất cả các khâu từ nuôi trồng, đóng gói, xuất khẩu tại Việt Nam đều phải đồng bộ theo chuẩn chất lượng của Mỹ. Tuy nhiên, theo đánh giá từ giới chuyên gia, phải mất từ 5 đến 7 năm doanh nghiệp trong nước mới chuyển đổi kịp. Nghĩa là trong thời gian đó, dù chỉ là 1 kg cá tra hay cá ba sa, Việt Nam cũng không xuất sang Mỹ được. Hiện tại, thương vụ Việt Nam tại Mỹ đang nỗ lực vận động nhiều bên để tránh xảy ra những ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng bản thân doanh nghiệp vẫn phải chủ động tìm hiểu trước. Chúng tôi không thể làm thay doanh nghiệp trong cái việc là trực tiếp xuất khẩu vào cái thị trường đó. Cho nên là các cái doanh nghiệp phải tận dụng các cái cơ hội này để mà có thể là tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về các cái điều khoản về mở cửa thị trường, mà đặc biệt là liên quan đến cái việc là giảm thuế đối với cái hàng xuất khẩu của Việt Nam sang cái thị trường đó. Bên cạnh những thị trường chính như Mỹ, trong hội nghị tham tán thương mại 2013, vấn đề giao thương với các đối tác nhỏ hoặc đang đàm phán FTA cũng được chú trọng. Nhiều tham tán thương mại có mặt trong hội nghị nhấn mạnh, trong khi doanh nghiệp kêu ca rằng thiếu thông tin nhận định và dự báo thị trường từ phía thương vụ, thì ngược lại, cơ quan này lại không cập nhật đủ tin tức của doanh nghiệp trong nước. Để khắc phục, phía tham tán thương mại đề nghị các trung tâm xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công Thương cần đẩy mạnh hoạt động hơn, trở thành cầu nối cho doanh nghiệp các địa phương với các cơ quan thương vụ. Thứ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, thị phần của Việt Nam ở các thị trường đối tác thế giới đều phát triển. Riêng xuất khẩu trong năm 2013 ước đạt hơn 132 tỷ đô la Mỹ, tăng 15% so với năm ngoái. Theo diễn biến về số doanh nghiệp thành lập mới và giải thể năm nay mà Tổng cục Thống kê vừa công bố, có thể thấy triển vọng kinh tế đang dần lạc quan trở lại, với lượng doanh nghiệp ra đời tăng lên rõ rệt so với năm 2012. Tổng kết năm 2013, lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng vọt 10% so với năm ngoái, mặc dù thực tế là lượng vốn đăng ký có giảm đi gần 15%. Tuy nhiên, cùng với sự tăng lên của số lượng doanh nghiệp được sinh ra, thì số lượng doanh nghiệp phải đóng cửa, giải thể cũng tăng theo. Trước đó, hồi năm 2012, tuy lượng doanh nghiệp thành lập mới có giảm đi 10%, nhưng số doanh nghiệp ngừng hoạt động hầu như cũng không thay đổi là bao. Riêng kết quả điều tra hoạt động của nhóm doanh nghiệp nhà nước cho thấy, vẫn còn 99% doanh nghiệp đang hoạt động. Những doanh nghiệp đã cổ phần hóa có tỷ suất lợi nhuận doanh thu có xu hướng tăng so với thời điểm trước đó. Ví dụ như gần 40% doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận tăng hơn 10%.
Thưa quý vị, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước sẽ cùng ngồi lại với các địa phương để tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc giải ngân gói 30.000 tỷ đồng trong tháng 3 năm 2014. Đây là dự kiến mà Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đưa ra tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ mới đây. Dự thảo do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trình bày có đề cập đến việc Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2014 tình hình triển khai thực hiện gói hỗ trợ nhà ở xã hội 30.000 tỷ đồng, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị các giải pháp khắc phục. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, việc triển khai phát triển nhà ở xã hội thuộc gói 30.000 tỷ đồng thời gian qua gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là giải ngân còn ở mức khiêm tốn. Tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2013, 5 ngân hàng thương mại nhà nước đã cam kết cho vay 1.041 khách hàng cá nhân với số tiền là 400 tỷ đồng, ký hợp đồng tín dụng với 10 khách hàng là doanh nghiệp với số tiền là 1.110 tỷ đồng. Theo nhà nghiên cứu và tư vấn chiến lược kinh doanh Boston Consulting Group BCG của Mỹ, thì đến năm 2020, lượng người tiêu dùng trung cao cấp của Việt Nam có thể đạt tới con số là 33 triệu người. Theo BCG, thì Việt Nam là nước có số lượng người dân có thu nhập khá và thu nhập cao tăng nhanh nhất khu vực. Trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020, ước tính nhóm này sẽ tăng từ 12 triệu lên 33 triệu người. Đây là nhóm có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng từ 190 đô la Mỹ trở lên. Giới hạn này được tính theo mức chi tiêu của người tiêu dùng Việt Nam. Theo ông Douglas Jackson, giám đốc của BCG thành phố Hồ Chí Minh, thì con số 33 triệu người tiêu dùng trung cao cấp đã có tính đến nhiều tác động khác. Ước lượng số người tiêu dùng trung cao cấp của Việt Nam vào năm 2020 đã loại trừ yếu tố lạm phát và được tính toán dựa trên GDP thực tế của Việt Nam. Chúng tôi cũng đã chạy nhiều mô hình với các gia đình khác nhau về dữ liệu vĩ mô để xem xét và điều chỉnh lại cho hợp lý. Chúng tôi cũng tính đến cả những tác động kinh tế từ các nước láng giềng của Việt Nam. Tất cả số liệu được dùng để tính toán đều lấy từ chính thống của Tổng cục Thống kê Việt Nam và các tổ chức tài chính quốc tế, trong đó có World Bank. Một điều nữa ít được biết đến theo BCG là người tiêu dùng Việt Nam đang là một trong hai nước lạc quan nhất thế giới, chỉ sau Myanmar, với hơn 90% dân số cho rằng đang có cuộc sống tốt hơn thế hệ cha ông mình và thế hệ con cháu sẽ càng có cuộc sống tốt hơn hiện nay nữa. Văn phòng Ủy ban Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo thời gian ngưng xe phục vụ thi công tuyến đường Hoa Nguyễn Huệ vào dịp Tết Nguyên Đán 2014. Theo đó thì tuyến đường này sẽ bắt đầu tạm dừng làn xe ô tô từ ngày 18 tháng 1 sắp tới. Theo thông báo của Văn phòng Ủy ban Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường Nguyễn Huệ sẽ bắt đầu tạm ngưng lưu thông làn xe ô tô từ 18 tháng 1 để phục vụ thi công đường hoa. Và trong thời gian đường hoa mở cửa phục vụ du khách từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2, đường Nguyễn Huệ cũng sẽ cấm tất cả các loại xe lưu thông. Ngoài ra, để phục vụ cho lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật bế mạc đường hoa, đường Lê Lợi đoạn từ Pasteur đến Đồng Khởi sẽ không cho xe lưu thông từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 18 tháng 1 và 3 tháng 2. Theo ban tổ chức, đường hoa Nguyễn Huệ năm nay sẽ có chủ đề là Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố tôi yêu. Con đường chia làm 3 phân đoạn chính là khu đại cảnh dòng thời gian, khu trưng bày các loại hoa đặc sắc của Đà Lạt và quả địa cầu trên thảm hoa. Điểm nhấn của đường hoa năm nay là hình ảnh đàn ngựa đang kéo cổ xe hoa đồng hồ. Tiếp tục những thông tin đáng chú ý khác, nếu như năm ngoái tỷ lệ thiếu hụt lao động sau Tết Nguyên Đán dao động ở mức từ 12 đến 15%, thì sau Tết Giáp Ngọ 2014 này, dự báo tỷ lệ thiếu hụt lao động toàn thành phố sẽ không còn quá lớn như vậy. Nhận định từ Trung tâm Dự báo Nguồn Nhân lực và Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Theo như nhận định mới đây của Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, thì tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết Nguyên Đán sẽ không diễn ra ở mức độ cao như những năm trước đây. Tỷ lệ thiếu hụt lao động bình quân toàn thành phố ước sẽ chưa đến 5%. Tuy vậy, mức thiếu hụt lao động ở những doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ có thể cao hơn, từ khoảng 6 đến 10%. Theo ý kiến chuyên môn, đây là sự phát triển đáng mừng ở cả hai phía, người lao động và người sử dụng lao động. Cái nguyên nhân vì sao mà nó giảm như vậy? Giảm thứ nhất là các doanh nghiệp hiện nay họ rất chặt chẽ trong vấn đề tuyển dụng và sử dụng lao động. Họ muốn ổn định lực lượng lao động thay vì là đổi mới. Vì vậy cho nên họ tăng cường cái chăm lo phúc lợi, đặc biệt là chăm lo cho người công nhân có thể về Tết. Cái thứ hai quan trọng hơn là tình hình việc làm, tình hình thị trường lao động thành phố mặc dù phát triển như vậy, nhưng các doanh nghiệp đang trong quá trình tái cấu trúc. Họ muốn ổn định lực lượng nhân lực cho nên họ cũng không tuyển mới nhiều. Và như vậy để sự di chuyển để tìm một việc làm khác cũng không dễ. Và cái thứ ba thì kể cả những người quay về địa phương, thì tại địa phương nhà cũng có những việc làm, thì cũng đang quá trình sắp xếp. Và cái xu hướng người động hiện nay là họ muốn ổn định việc làm. Dự kiến quý 1 năm 2014, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cần thêm 55.000 lao động so với hiện nay, trong đó có 15% là lao động thời vụ cho mùa lễ Tết. Trước lo ngại nhiều doanh nghiệp năm nay có thể cắt giảm thưởng Tết, Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là HEPSA, khẳng định
Các doanh nghiệp trong khu đã cam kết sẽ có thưởng cho công nhân, mặc dù mức thưởng có thể không cao. HEPSA cho biết hiện mới có 150 trên tổng số 1.000 doanh nghiệp thuộc các khu chế xuất, khu công nghiệp báo cáo về tình hình lương thưởng Tết. Theo đó, mức thưởng Tết phổ biến là một tháng lương, không tính phụ cấp, bình quân khoảng 4,72 triệu đồng một tháng đối với doanh nghiệp FDI và 3,26 triệu đồng một tháng đối với doanh nghiệp trong nước. Hiện vẫn còn hơn 85% doanh nghiệp chưa có báo cáo, nhưng ông Hồ Xuân Lâm, chánh văn phòng HEPSA cho biết các doanh nghiệp đều cam kết sẽ có thưởng cho công nhân. Trong cái hệ thống doanh nghiệp mà HEPSA quản lý đó, thì các doanh nghiệp đã phấn đấu cố gắng để thưởng một tháng lương cho công nhân. Cái đó là điều chúng tôi khẳng định, vì trong những cái bảng là thỏa ước lao động tập thể thì chúng tôi đã kiểm tra ngay từ đầu năm là đều có những cái đăng ký là thưởng Tết cho công nhân. Thì điều đó rõ ràng là đã cam kết với người lao động thông qua cái hệ thống công đoàn cơ sở rồi thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ thực hiện. Thì điều đó chúng tôi đoán chắc rằng là doanh nghiệp sẽ thưởng cho người lao động. Trong Tết Giáp Ngọ 2014, HEPSA phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố tổ chức nhiều chương trình văn nghệ tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, cũng như chương trình thăm và tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, đơn vị này còn vận động hỗ trợ 6.000 vé xe cho công nhân từ tỉnh Phú Yên tới Hà Nội về quê đón Tết. Ngày 23 tháng 12 vừa qua, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã đón hành khách thứ 20 triệu của năm 2013. Việc sân bay Tân Sơn Nhất đạt công suất 20 triệu hành khách một năm là sớm hơn 3 năm so với dự kiến. Hành khách thứ 20 triệu của sân bay Tân Sơn Nhất là công dân Việt Nam đi trên chuyến bay VN231 của Vietnam Airlines khởi hành từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Trong những năm gần đây, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 15% một năm. Năm 2013, lượng hành khách thông qua sân bay này chiếm khoảng 45% tổng lượng hành khách thông qua các sân bay trên toàn quốc. Sản lượng hành khách đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất năm 2013 đạt trên 20 triệu hành khách, đạt 107% kế hoạch năm. Sản lượng hàng hóa bưu kiện 375.000 tấn, đạt 103% kế hoạch năm, tăng 10% so với năm 2012. Theo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, công suất hiện nay của sân bay Tân Sơn Nhất là 20 triệu hành khách một năm và sẽ quá tải khi lượng hành khách lớn hơn 25 triệu hành khách một năm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của tạp chí Kinh tế cuối tuần. Mời quý vị giải lao trong ít phút trước khi quay trở lại phần tiếp theo.